tuyển Thái Lan đã có được chiến thắng tại chặng 6 giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang năm 2023, cúp lộc trời. Đây là phần thưởng xứng đáng sau những gì các vận động viên xứ Chùa Vàng đã thể hiện tại giải lần này. Trong 6 chặng đã qua, tuyển Thái Lan luôn thi đấu với tinh thần cống hiến. Các tay đua của nước bạn nhiều lần nhấn bàn đạp để tách ra khỏi đoàn đông, nhưng hầu hết những đợt tấn công của tuyển Thái Lan đều không mang lại hiệu quả và sớm bị các đối thủ bắt lại. Tuy nhiên, đối với Chipmat Bantita và các đồng đội, chiến thắng không phải là mục tiêu hàng đầu của họ ở giải đấu năm nay. Ở giải đấu này, chúng tôi không đặt nặng vấn đề về thành tích. Ban huấn luyện chỉ yêu cầu chúng tôi cố gắng hoàn thành các chặng đua một cách tốt nhất. Đó cũng là điều chúng tôi mong muốn. Ngoài những diễn biến trên đường đua, tuyển Thái Lan còn để lại ấn tượng bởi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình thi đấu. Trở về khách sạn sau mỗi chặng đua, các coureur xứ Chùa Vàng ngay lập tức được bố trí ngâm chân trong nước đá hoặc massage toàn thân, nhờ đó đẩy nhanh quá trình hồi phục thể lực. Sau mỗi chặng đua, chân của chúng tôi thường bị đau và mỏi. Việc ngâm chân trong nước đá kết hợp với những bài tập khác giúp cơ chân của chúng tôi được giãn ra, không còn cảm giác bị đau nữa. Còn trên đường đua, người hâm mộ cũng có thể nhận ra sự khác biệt khi những chiếc bánh xe dự phòng của đội Thái Lan đều được bọc lại rất kỹ càng nhằm tránh các tác động đến từ thời tiết hay các yếu tố bên ngoài. Điều đó cho thấy ban huấn luyện của tuyển Thái Lan đã chăm sóc chiếc xe của mình rất kỹ, xem phương tiện di chuyển của các vận động viên như những người bạn. Ngoài ra, trước và sau mỗi chặng đua, ban huấn luyện của đội còn kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết thêm một lần nữa. Đối với môn xe đạp, xe đua vô cùng quan trọng. Vì vậy, chúng tôi phải kiểm tra mọi chi tiết và chỉnh sửa xe vào mỗi ngày. Xe đua không gặp sự cố thì chúng tôi mới có thể yên tâm thi đấu được. Ngày mai, giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang năm 2023, cúp lộc trời sẽ bước vào ngày thi đấu cuối cùng. Trong khi các đội mạnh tiếp tục phải canh chừng lẫn nhau, đội Thái Lan hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ ở thành phố Long Xuyên.